chưa thấy người phụ nữ hoang mang hả? Chị. Hả? Cái gì thế? Gặp được chị em mừng quá. Ừ, chị cũng mừng. Chị đi đâu vậy? Chị đi ra ngoài chơi. Trời ơi, chị là phụ nữ, chị có chồng, sao để chồng chị ở nhà một mình? Thì cũng phải có lúc chị ra ngoài cho chồng chị một mình chứ. Không mà, được. Mà chuyện chồng của chị liên quan gì đến em mà em phải quan tâm thế? Sao mà không liên quan chứ? Chị có biết là bây giờ em rất quan tâm đến chuyện chồng chị cởi đồ hay là mặc đồ hay không? Là sao? Chồng em, chồng em phản bội em rồi. Thân thì chồng em phản bội, tôi về nhà dạy chồng đi. Sang đây kể với chị làm gì? Em phải kể với chị về chuyện của chồng chị chứ. Chồng chị liên quan gì đến chuyện gia đình em nhỉ? Chồng em phản bội em, nó liên quan đến cái chuyện chồng chị cởi đồ hay mặc đồ. Là vì chồng em phản bội em cô đơn cho nên là em bắt đầu em đến với chồng chị. À, không phải. Trời ơi, em tức quá. Em phải nói làm sao cho chị hiểu. Thôi được rồi, em nói thẳng toẹt ra luôn nè. Chồng chị dụ dỗ chồng em. Chồng em là một người đàn ông đích thực. Còn chồng chị là một người đàn ông thích tôi. Em bị điên à? Em nói nhỏ nhỏ người ta nghe thấy, người ta tưởng gia đình chuyện như thế hết đấy. Chồng mà. Chị là một người đàn ông đích thực nhất trên đời này nhá. Đó là một lý do chính yếu vì sao chị lấy chồng chị. Chị nghe em kể đi nè. Anh cởi trước đi. Thôi, không cởi vẫn làm được mà. Nhưng mà nhìn anh nóng nực quá, em muốn cởi, anh không cởi em cởi nghe. Ê, lãng mạn. Mình làm lẹ đi chứ không, con vợ em nãy giờ nó không thấy em trên giường rồi nó lè em chết luôn ấy. Đúng rồi. Vậy mình cũng phải làm lẹ đi chứ, vợ anh về mà thấy hai đứa mình như vậy. Vợ anh nói anh không có đàn ông. Anh ơi, làm luôn đi anh, em chịu hết não ra anh ơi. Không thể nào có chuyện đấy được nhá. Đừng có ngậm máu phun người. Đừng có cái kiểu nói xoáy vào tâm can người ta như thế. Cái này là sự thật mà. Con ở trên phòng đó. Đi lên trên phòng rồi tôi sẽ xem là cô nói dối hay là nói thật. Đi. Đi đi chứ sợ gì. Ok, tài tiểu dán khác đi anh. Anh nào không có anh cởi cái éo ra đi anh. Ôi, không cởi đâu, nãy giờ cởi ba bốn bận rồi, giờ không cởi mà mình vẫn làm được mà. Nhưng mà em nhìn anh mặc cái éo này em thấy nó nóng nực trong người quá. Anh không cởi em cởi. Cởi đi. Cái em nóng em chịu không nào. Anh là làm lẹ đi chứ không mà vợ em nãy giờ nó không thấy em trên giường là chết em luôn anh. Vợ anh cũng vậy, vợ anh mà về thấy hai đứa mình vậy, vợ anh nói anh không có đàn ông. Dạ bây giờ mình lên giường mình làm lẹ đi anh. Lên giường luôn hả? Dạ đúng rồi. Nhanh đi em. Anh nằm ra đây nha. Nằm ưỡn đi. Nằm ưỡn ra. Đúng rồi, để em chụp. Em tạo dáng em chụp nhanh. À, cờ đi anh, cờ đi anh. Ok anh. À, anh cởi nha, anh cởi nha. Anh cởi đó luôn đi anh. Cởi đi. Dạ nhìn nó sexy chút xíu vậy đúng rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì? Tự nhiên bước vô cái hai người khóc bù lu bù loa vậy? Đồ biến thái. Hai người một vàng một đen, đồ biến thái. Tôi không thể chấp nhận được. Tôi cứ tưởng là anh bị dụ. Vậy mà bây giờ chính anh lại chủ động ôm con gấu bự này. Không bự đâu. Anh nấu thì anh lèm tao, anh đừng nghĩ mẹ. Lèm xong anh còn cho tiền nữa. Trời ơi, dân gian người ta gọi là ăn bánh trả tiền á. Anh thiếu thốn, anh thèm đến cái mức anh phải trả tiền cho chuyện đấy nữa hả? Em ơi, trên đời này cái gì mà ai cho không bao giờ, cái gì cũng phải trả tiền hết. Mà anh nói cho em, yên tâm đi, giá của nó rẻ bèo à. Anh ấy rẻ lắm, em lèm cái gì vậy? Anh đã làm cái trò này rồi mà anh còn làm mất mặt tôi nữa. Tại vì hàng xóm lén giềng với nhau, cho nên là lấy rẻ, lần sau anh sẽ cố gắng lấy mắc hơn. Đi, đi về phòng cho tôi. Còn anh nữa nha,
tôi sẽ trừng phạt anh vì cái tội anh đã khiến cho một người đàn ông từ thẳng chuyển thành công. Anh á, em không có quyền chỉ lên bằng anh. Đi dơ. Em dơ nghe. Rồi. Vậy vui vẻ. Bình luôn đi. Em thích ra. Bao nhiêu lâu nay em ngủ chung với một con dịch hạch. Ừ. Một cơn bệnh. Em ơi, em cảm thấy virus nó bỏ đầy người em được không? Một đồ bệnh hoạn, đồ bệnh hoạn. À, ý em đang hiểu lầm là anh với thằng Khải. Trời ơi, em hiểu lầm rồi. Không có chuyện đó đâu, anh mê gái muốn chết à. Nhất là mê em. Đây, 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 ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Sự thật á, là anh kêu thằng Khải qua đây làm anh. Không, 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 không. Chụp hình cho anh. Đừng có ngụy biện. Trông cách ăn mặc của anh bây giờ rất là biến thái, anh biết không? Chả có người đàn ông nào mặc áo ba lỗ, xong rồi mặc cái áo măng tô giải thượt ra, xong rồi đeo một cái dây chuyền bảy màu ở đây, trông rất là tò. Trời, tức quá, tức quá vậy. Giải thích như vậy em không tin đúng không? Nói như vậy em không hiểu đúng không? Bây giờ anh đưa ra bằng chứng. Anh sẽ đưa ra bằng chứng xác thực. Từ trước tới giờ em có bao giờ thấy anh dành đầm của em chưa? Chưa. Em có bao giờ thấy anh xài mỹ phẩm của em chưa? Chưa. Em có bao giờ thấy anh làm những hành động ổng ẹo giống như vậy chưa? Chị ba thích cưng, chị ba thương cưng, chị ba like cưng. Có chưa? Ủa? Đây, mẹ thấy chưa? Đây, đây, đang còn đồ bố chết chết này. Đây, mùi còn bốc lên. Trời ơi con, sao tự nhiên con lấy kem của vợ con bôi làm chi vậy? Sao con cần thì con qua bên mẹ mày đưa kem của mẹ cho con, thì con lấy kem của vợ con làm chi để cho nó mát mẹ vậy? Mẹ ơi, không phải là con tiếc cái kem, mà là con đang muốn cảnh báo cho mẹ biết là con trai cưng của mẹ, duy nhất của mẹ, đang sắp sửa trở thành phụ nữ. Em nói cái gì vậy? Mà con thì con không muốn có một người chồng phụ nữ, mà là một người chồng chuẩn men. Gì vậy? Anh chuẩn men quá mà vợ. Đúng rồi con, chuẩn men mà ngồi mà hí húi mà giấu giếm mà tự lấy kem bôi lên người mình. Trời ơi con ơi, bây giờ vậy nè, cái người đàn ông hiện đại bây giờ ta vậy không đó con? Tại vì người đàn ông hiện đại là phải biết làm đẹp. Đúng. Làm đẹp thì phải dùng kem để sức, để dưỡng da, để cho da nó đẹp. Khi da đẹp khỏe thì có nghĩa người đàn ông đó là người đàn ông khỏe đẹp. Trời ơi, ở trong phim Hàn Quốc con thấy à, mấy cái ông bà đó là bây giờ sức kem không, đó là chưa nói là còn đi thẩm mỹ đó con. Bởi con à, chỉ có mẹ mới hiểu được tâm lý của con trai mình. Này, mày làm thử máy ngủ của em chưa? Em bị sao vậy? Em nghĩ sao? Cho dù anh có thích mặt đầm của em đi nữa thì em nghĩ sao anh mặc vừa? Quên chuyện đó đi. Nãy giờ là em đang hiểu lầm. Thì anh nói cho luôn mà biết. Chuyện này anh giấu em, anh không có dám nói. Bây giờ anh mới nói nè. Anh có đăng ký tham gia cái cuộc thi là Mỹ Nam thời A Công trên tạp chí đàn ông. Trời, chuẩn bị kỹ lắm nha. Anh thấy cái chai kem này em để trong tủ nè. Bôi lên một cái chảo bóng mướt à, đã. Bởi vậy lén lên dài. Em làm gì có kem nào bóng da, da em đủ bóng thôi, em cần gì kem đấy? Không, cái kem hồi năm ngoái á, con có rủ mẹ lần là đi gì đó làm cho da nâu xong rồi bóng lên á. Cái hồi đấy là con lịch sự mua dùng cho con bạn con nó bán, nhưng mà đấy là kem trộn, kem vớ vẩn, kem dồn thôi. Thậm chí nó còn hết đát nữa. Thế sao anh lại dùng cái kem này mà bôi lên người? Chết rồi, con bị gì vậy con? Tôi chết rồi. Sao tự nhiên? Ủa? Mẹ ơi, bé ngứa. Bé ngứa. Chết rồi, bé ngứa rồi. Đát, bé ngứa. Ôi, trời ơi, Mỹ Nam đâu không thấy, bây giờ thành Mỹ ghẻ nè, trời ơi. Bé ngứa. Ôi, trời ơi, ngứa quá. Đi vào đây em xem nào, khiếp đứng ở quán mà cứ gãi như thế chả ai dám vào. Thế nào? Ngứa quá. Eo ơi, kinh thế chứ nè. Thế sao ngứa thì không cởi cái măng tô ra mà cứ mặc trùm vào như thế này làm gì? Ôi, cởi ra cái người ta thấy anh bị nổi gì không? Công ta hỏi, ổng lẽ anh nói là xài mỹ phẩm của em, lúc đó mất mặt em. Thế thì giữ cho nó hết nhanh rồi cởi ra, khiếp nhìn, trùm, tởm quá. Đừng có chê.
Dạo ơi, tao đừng có khóc nữa. Coi phim chưa này, tốn bất hộp phần khăn giấy, tốn tiền quê, biết tiết kiệm chứ. Nhưng mà bây giờ em không có kiềm chế được cảm xúc của em. Anh không thấy tội nghiệp cho cái anh nhân vật chính hả? Tội nghiệp cái gì? Anh sắp chết rồi. Bị ung thư tao mẹ có cái gì đâu, cùng lắm là chết thôi mẹ. Thôi, anh ác vừa thôi. Người ta đường đường đang là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh như vậy, vậy mà bây giờ á bị ung thư, lúc nào cũng phải mặc một cái măng tô màu đen dài sòng sòng trùm kín mít, rồi đeo khẩu trang trùm kín mặt, chưa kể bị mấy cái cục ghẻ nó nổi á, nó sùi mũ ở trên mặt. Nghe cỡ thấy cơ quá, anh mà gặp cái người đó mà ở ngoài đời là anh chạy luôn á, chứ bừng cái chữ nghe đáng thương. Anh chạy đây. Đâu có gì đâu chạy. Anh mới coi phim về giống mình á, bắt chước nhân vật y chang à. Trời, quá trang giống dữ ha, y chang luôn. Hả? Thiệt đâu thiệt. Này chắc anh giả bộ hả? Anh hóa trang hả? Anh sao vậy? Cái này là hậu quả của việc là xài kem trộn quá đắt à, của chị. À. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, quá khó khăn mong tốn từng xu nè. Bỏ nào thì cha xét như khoảng còn đi ở mà. Không cả cho em ngờ mà tình yêu của anh nhớ. Cũng là rồi, nó tốt lại cũng dễ.